bảo vệ thật tốt trật tự an ninh và kinh tế tổ quốc nói chung và lịch hội thượng nói riêng. Đề nghị các vị quan nhân chung, tôi nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương chư Phật ban phước lành cho toàn thể đều được thân tâm an lạc, đạo quả viên dung. Cảm ơn tất cả các vị ấy đã giúp đỡ cho chúng ta có những đêm nói chuyện tâm tình đạo đức trong cái khuôn viên an lành, vui vẻ và bình an như thế này. Có được những đêm này là do cái công sức lớn lao của đảng bộ, nhà nước, chính quyền, bộ đội chiến sĩ đã dày công đấu tranh trực tiếp với đế quốc Mỹ, với kẻ thù, giành độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự để đồng bào ta, tôn giáo ta, Phật tử ta trên toàn quốc được hưởng ngày độc lập, tự do, hạnh phúc và ân sủng như hôm nay. Điều đó các Phật tử nam nữ xa gần phải ghi nhớ và làm những gì công ích cho xã hội, ít nước lợi dân, đem lại an lành, no cơm ấm áo và thịnh vượng phú túc để đền đáp lại cái công ơn to lớn mà đảng nhà nước, đảng bộ cùng toàn thể nhân dân ta đã góp công xây dựng cho tốt đẹp, cho an nhà lợi nước và tốt đời đẹp đạo như ngày hôm nay. Mở đầu trong buổi nói chuyện này, tôi có bốn câu thơ sau đây để gọi là chúc một năm mới và mở màn cho buổi nói chuyện ngày hôm nay của tôi đối với các vị. Kính chào Phật tử ở tha hương, cầu chúc bình an mạnh giỏi thường, yêu nước yêu dân yêu đạo nghĩa, thôi tình yêu ấy ráng khao trương. Thưa các vị chư Phật tử thân mến, điều đầu tiên là yêu nước yêu dân trước rồi mới yêu đạo nghĩa. Bởi vì có nước có dân, dân an nước mạnh, đạo nghĩa mới được trường tồn. Các vị cũng thường nghe sư cậu nói điểm này. Chúng ta vui xuân đón Tết, nhưng nếu non nước ta không yên, chính quyền cách mạng ta không vững, thì làm sao có những buổi nói chuyện êm đềm, có những giờ phút thiêng liêng cho chúng ta sùng kính thờ phượng Đức Phật. Cho nên điều đó là điều quan thiết nhất trong cuộc đời sống của chúng ta, mà những người Phật tử thuần thành chúng ta phải có cái bổn phận bảo vệ nền trật tự an ninh, đứng sau lưng chánh quyền. Cách mạng là chánh quyền của ta, bảo vệ quê hương xứ sở một cách thiết thực, lo cho đời sống được no cơm ấm áo để đem lại sự tín ngưỡng, đem lại sự cầu nguyện, đem lại sự an bình một cách vững chắc trên nền tảng một dân tộc được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay. Cho nên ngày giờ này trước thềm năm mới, sư cậu cũng thân chúc các Phật tử nam nữ ở đây một năm mới đầy đạo đức, an vui, hòa bình, phú túc ở gia đình cũng như ở các chùa chiền, và chúc tình đoàn kết thắm thiết giữa tôn giáo của chúng ta cùng tất cả tôn giáo bạn ở nơi quê hương này mỗi ngày thêm gần gũi thắm thiết thêm hơn nữa, để đúng với cái tinh thần vô thượng từ bi bác ái của nhà Phật do nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khai thị, mà chúng ta là những người thừa kế hấp thụ và học hỏi để đi lên trên con đường giải thoát siêu việt đó. Nhân ngày xuân này, tôi sẽ nói chuyện cùng các vị qua cái mẫu đề đạo Phật với ngày xuân. Đạo Phật là do Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Ngài đã khai thị đạo Phật với một công năng to lớn
lìa bỏ đền vàng điện ngọc, gác tía lầu son, vợ đẹp con ngoan, ra đi tìm đường cứu rỗi cho dân tộc, cho đất nước và cho toàn nhân sanh trên thế giới. Ngài thấy rằng cuộc đời của Ngài cũng như cuộc đời của khắp cả nhân loại đại đồng, nó nằm gọn trong bốn vách sanh già bệnh chết, tội lỗi triền miên. Vì vậy mà sau khi giác ngộ được chân lý, Thế tử Siddhartha đã lìa bỏ đền vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, cha già và toàn thể nhân sanh, nhân dân trong toàn quốc ấy, để ra đi tìm đạo siêu sanh. Các vị đã biết điều này, lịch sử Phật giáo ghi chép rất rõ ràng. Bây giờ tôi khỏi phải lặp lại nữa cho tốn nhiều thời giờ. Và Ngài ra đi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ 6 năm trời, đêm uống 7 giờ hột xương, ngày ăn 7 hột mè để mà sống. 6 năm trời ròng rã, thân hình còm cõi, còn da bọc xương, ngồi đó để làm gì? Thế tử Siddhartha ngồi đó không phải để thờ lại một vị Phật nào, cũng không phải tụng một phẩm kinh nào, cũng không có đốt một cây hương nào, cũng không có đốt một đôi đèn nào, mà cũng không có cúng một cái dĩa trái cây hay cái gì cả, mà ngồi không đó. Vậy thì tu như Đức Phật, ngồi như Đức Phật, đó chính là đạo vô vi của Đức Phật. Nghĩa là không có thờ phượng, mà cũng không có cúng kiến một cái gì, không có tụng tán cái gì hết. Vậy ngồi để làm gì? Đức Phật ngồi đó theo danh từ nhà Phật gọi là ngồi thiền định. Chứ thiệt ra Ngài ngồi đó để nghe thấy tất cả sự sanh khởi trong lòng mình, những cái gì sai trái, trượt lậu, trần thế và sa đọa. Ngài dùng tư tưởng siêu việt mà đánh đổ nó đi. Những cái gì tốt đẹp trong cuộc đời, cứu rỗi nhân sinh, suy nghĩ lành, tưởng đến những điều tha thứ, thương yêu, cứu rỗi mọi người, Ngài để cho nó phát triển trong tâm tư của Ngài. Cho nên Đức Phật có câu rằng: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là điều ác đừng có làm, điều lành gồm làm, tự lắng lấy lòng, Phật dạy như vậy. Chư Phật ba đời đều thực hiện theo bài tứ cố kệ này mà thành đạo. Nghĩa là bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các điều lành và lắng lòng cho trong sạch. Đó là giáo lý siêu màu mà chư Phật ba đời thực hiện. Những người Phật tử chúng ta cũng phải đeo đuổi mục đích cao thượng đó mà thực hiện trong đời sống hàng ngày. Vậy thì bây giờ ta theo Đức Phật để tránh ác làm lành là cái thứ nhất. Tránh tất cả các điều ác, làm tất cả các điều lành. Các điều ác dầu việc đó nhỏ cũng không làm nữa. Đến độ cái lời nói ác người ta cũng không nói nữa. Hành động ác rất nhỏ nhoi người ta cũng tránh bỏ nữa. Và làm tất cả những cái lành, cái thiện ở trong đời để cho đời sống mỗi ngày được phát triển điều lành, điều thiện tốt đẹp. Nên các Phật tử thân mến, giáo lý nhà Phật, Đức Phật dù trụ thế bao lâu đi nữa, vẫn dạy người ta làm lành, lánh dữ. Vậy thì hôm nay tất cả chúng ta, các Phật tử đây, chúng ta có làm lành lánh dữ hay không? Xin thưa rằng có. Ví dụ như cái phòng thuốc ở chỗ Phổ Chiếu Tự này cũng là làm lành lánh dữ đấy. Làm các việc lành là người ta đau ốm bệnh tật, mình đứng ra mình làm giúp người ta, để cho người ta qua cái cơn bệnh hoạn đó, là làm lành đó. Thấy không? Rồi bây giờ tránh ác, mình tránh tất cả những cái gì làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta khó chịu, làm cho người ta phải gánh lấy cái hậu quả nó không tốt đẹp. Tất cả cái đó đều tránh hết. Và phô trương một con đường làm sao cho ít nước lợi người. Nghĩa là sau khi mạnh lành rồi, trở về nhà lo tăng gia sản xuất, làm rẫy làm ruộng, trồng khoai, trồng chuối, trồng mía, trồng bắp, để giúp đỡ cho quê hương, địa phương, xứ sở ta mỗi ngày thêm phú túc, thêm giàu đẹp, no cơm ấm áo.
tốt đẹp trong đời sống hàng ngày. Vậy thì nếu mà tu như vậy thì mỗi người tu là mỗi một người xây dựng cho xứ sở tốt đẹp. Trăm ngàn người tu là trăm ngàn người xây dựng cho xứ sở tốt đẹp. Tất cả mọi người tu là mọi người xây dựng xứ sở tốt đẹp. Chứ còn đừng có tu theo lối tiêu cực. Tu rồi làm thinh, ngồi chờ ta đến cúng cho ăn đó. Thì giờ người này chờ người kia chờ người đó. Nếu một ấp tu mà ngồi chờ hết trơn vậy đó thì chết hết trơn một ấp. Một làng tu mà chờ hết trơn thì chết hết trơn một làng. Một nước tu mà chờ hết trơn chết hết trơn một nước. Có người nói, sư cậu nói vậy chứ sao đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thành Phật rồi đó. Ngài đi quá duyên sinh đầu này đầu kia để mà ăn mà sống, sao giờ lại nói không chờ người ta cúng ăn. Tôi xin thưa, bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là thành Phật rồi. Ngài đi quá độ chúng sanh để mà Ngài lấy cái phước duyên đó để mà phổ tế chúng sanh. Còn mọi người tu trên đất nước này thành Phật chưa? Chưa thành. Còn đang tu. Còn đang tu mà bị với ông thành Phật rồi sao được? Thành Phật rồi cũng như người ta làm, ta đã có tiền rồi, ta giàu rồi, ta có vốn rồi. Bây giờ muốn bỏ cái vốn đó ra bằng cái gì cũng được. Còn mình chưa có tiền gì hết trơn mà, mà bắt chước theo kiểu nhà giàu ngồi đây là chết đói, là mang nợ mang nần, không có được. Thấy không? Cho nên bây giờ mình đang tu, mình phải lo bồi công lập đức cái đã, vừa tu cho mình vừa sống cho đời. Đó là lối sống tốt tươi cuộc đời. Cho nên đối với người tu trong đạo Phật, mà cái ngày xuân ngày Tết đến đó, người ta ăn Tết khác hơn người đời. Người đời á thì trong cho ngày Tết đến đó, để tiền không dám ăn, không dám mặc, đang chờ Tết đó đang ăn dồn. Ăn ba bữa là ăn dồn, ăn quyết liệt à. Thấy không? Ăn không có ngơi nghỉ mà uống rượu say quằn quại. Thấy không? Ăn tới chừng nào ăn hết ói ra thôi. Ăn đi không nổi, phải là ăn dồn mà. Còn người đạo, người biết đạo không phải vậy. Người ta cũng ăn uống bình thường, nhưng mà Tết nhất á, ăn uống nó hơi sang trọng hơn ngày thường chút. Thấy không? Rồi đình đãi mọi công việc để nghỉ ngơi cho tâm hồn thông thả, để xem kinh, đọc sách. Thấy không? Để suy luận là một năm qua mình đã làm được những gì, kết quả tốt cho gia đình, kết quả tốt cho đạo đức. Mình đã làm được những gì đem lại tốt đẹp cho tâm linh. Còn những gì mình chưa đạt đến thì người ta phấn đấu để làm được, đạt đến kết quả tốt cho tâm linh và thân xác. Đó là người biết đạo. Ngoài ra người ta còn làm những việc từ thiện xã hội nữa. Ví dụ như có tiền ăn nhậu tiệc rượu hết 500-700 ngàn, thay vì người ta ăn uống tiết kiệm là người ta ăn tốn 100 ngàn, còn 400-500 ngàn đó người ta để ta làm việc từ thiện. Ví dụ như cái nhà thương nào đó mà thiếu thuốc cho bệnh nhân, ta mua ta giúp. Thấy không? Thiếu bông băng côn, thiếu băng ghét, thiếu bông gòn, thiếu anh côn, ta mua ta giúp vô. Cái phòng thuốc nam nào đó mà thiếu thuốc men, ta cung vô ta giúp, ta làm việc xã hội từ thiện. Ta làm cái đó không phải làm cho dân không mà thôi, mà chính ta làm cho bản thân ta nữa. Sao gọi làm bản thân? Ví dụ giờ tôi nói các Phật tử nè, bây giờ thí dụ như các Phật tử mà bỏ tiền ra tới cái tổ y tế nào đó, tới cái bệnh viện nào đó, tới cái dưỡng đường nào đó, tới nhà thương dưỡng lão nào đó mà giúp vô làm cái việc từ thiện á, thì ở trong bệnh viện dưỡng đường đó, nhà thương đó ta nghĩ sao? Nghĩ cái cô này, cái anh này, cái chị này tốt quá, có tiền mà ta không có xài phung phí, ta bỏ vô ta làm việc nghĩa thiện. Cho nên mọi người đưa mắt hướng về nhìn người đó với một cặp mắt vừa thương vừa kính vừa mến. À, vậy thì ta đến ta thăm mình mà mình có hữu sự cái chuyện gì, mọi người ta cũng không bỏ mình. Rồi cho đến chính quyền cách mạng của mình đây, ta cũng lưu ý cái người mà làm việc nghĩa thiện đó nữa, ta cũng ca ngợi nữa. Có cái gì đó người ta cũng đến giúp đỡ mình nữa, thì mình làm cái việc phước đó chính là mình hưởng hiện tiền, chứ đâu phải nói quá khứ mới được hưởng, tương lai mới được hưởng, mà hiện tại cũng được hưởng nữa. Và thí dụ như bây giờ mình đắp một con đường, mình làm một cái dưỡng đường, mình làm một cái phòng thuốc, mình làm cái gì đó thì mình cũng hưởng ở trong đó, chứ đâu phải những người khác hưởng mà mình không hưởng đâu. Cho nên cái con đường chủ trương làm việc nghĩa thiện, làm lành tránh ác của nhà Phật rất có ích cho nhân quần xã hội. Cho nên tôi nói với các Phật tử rằng đạo Phật rất màu nhiệm, rất quyền bí, nhưng nó cũng rất thực tế. Nó không có mê tín dị đoan, nó cũng không có nói cái gì phiêu phiêu phưởng cả. Nghĩa là những cái việc gì mà nhà Phật thuyết ra, thí dụ Đức Phật nói làm lành là được hưởng quả lành,
làm ác là phải mang hậu quả xấu. Điều này là rõ ràng 100%. Mà đảng nhà nước cách mạng ta gọi rằng nguyên nhân và hậu quả. Ví dụ như đảng nói nguyên nhân nó đi đến hậu quả. Mà thật vậy, cái nguyên nhân anh gây không tốt á, thì cái hậu quả anh sẽ hưởng cái không tốt. Còn cái nguyên nhân anh làm tốt cho mọi người, anh làm tốt cho bản thân, thì hậu quả anh sẽ hưởng được những cái tốt đẹp cho bản thân và cho những người chung quanh anh nữa. Cho nên ta mới đưa cái bộ luật hình sự ra, ta bước mọi người ăn ở cho tốt đẹp, đừng có sai phạm trong này mà mang tội. Thì điều đó cũng là nhân quả đối với nhân dân, đối với luật pháp đó. Còn đạo Phật, Đức Phật ra cái luật nhân quả là cái luật đối với tất cả mọi người, để làm lành tránh ác, làm thiện tránh cái xấu xa, mọi người ta ráng. Chứ còn ở trong cái dịp Tết này á, có biết bao người không biết đạo đức á, ăn Tết một cách rất hoang phí. Có tiền rồi không biết làm gì giờ. Đành rằng Tết cũng phải đốt ít phong pháo để gọi là có mùa xuân. Nhưng mà đêm giao thừa đêm phong đốt phong pháo, sáng mùng 1 đốt phong pháo cũng đủ lắm rồi. Cái này không, mua cả 2-3 dây pháo dài thước mấy 2 thước, đốt cho nó rùm trời lên. Đốt hơi mấy chục ngàn. Có những nhà giàu có đốt hơi cả 100.000 bạc tiền pháo nữa. Thưa các vị, cái đó chẳng khác nào đem tiền mà đốt mà chơi, đem tiền đốt bỏ. Thiệt, tôi thấy ở Long Xuyên, ở Châu Đốc, ở thành phố Hồ Chí Minh, đốt pháo tôi đứng tôi tiếc biết nhiều nữa. Ta có tiền không biết làm gì, đem đốt chơi. Thiệt là uổng quá. Cái đồng tiền đó đó, mà mình giúp vô nhà cô nhi, mình giúp vô nhà dưỡng lão, mình giúp vô bệnh viện, mình giúp cất cầu, đắp đường, bồi lộ, hay là giúp cho các phòng thuốc để giúp cho bệnh nhân, vừa có ân hậu, vừa có phúc lạc, lợi lạc biết bao nhiêu. Tại sao không làm cái chuyện đó? Đốt pháo, đốt phong thôi, cho nó có ngày xuân vậy được rồi. Chứ không lẽ Tết không có tiếng pháo nào coi cũng không được. Đốt cho linh láng tràn trề ở trước sân vậy. Ăn Tết mà rác rến xác pháo nó đầy nhất. Tôi nghĩ cho cái ăn Tết đó là cái ăn Tết rườm rà và xin lỗi, mất vệ sinh dơ bẩn, rác rết tùm lum, cũng vừa phải thôi, làm chi chứ quá vậy. Đó là một cái chuyện. Chuyện thứ hai, ai mới nghĩ coi ngày xuân là cái ngày vui vẻ ôn nhường lại những năm qua, uống trà ăn bánh nói chuyện xuân rồi này kia mới có ý nghĩa. Xuân tới xúm lại nhau, mua rượu huệ canh này hết tới canh khác. 4 năm ông, 5-6 ông xúm lại nói uống rượu mà còn nói câu này: bữa nay là ngày xuân nha, chủ nhà chưa chết thì khách không được quyền chết. Ý nói bữa nay ngày xuân mà chủ nhà chưa quất một câu là khách chưa được quyền cắt một câu nha. Uống chừng nào hết trơn cái này nó mới chịu. Ngày nay ngày xuân chủ nhà mà chưa có chịu chết thì khách không có quyền chết nha. Mà chứng nhận vậy thôi sao? Hôm nay chúng ta chết rồi, xong lại chết nữa. Sớm mai chết, trưa xong lại chiều chết nữa. Vậy thì có gì xuân đâu. Uống bà mơ nằm mất lại, uống không biết trời trăng gì sạch trơn. Nằm say rượu ngất ngà ngéo không biết trời trăng gì hết rồi. Chiều thức dậy tối hù thì ngày này quá như ngày kia, có gì xuân đâu. Biết gì xuân đó. Tết đến mà không có lo rước Tết đón xuân gì hết. Trong khi bao nhiêu người, người ta vừa ăn uống, người ta vừa thưởng thức ngày xuân, ta vừa vui vẻ, vừa cầu nguyện trời Phật, vừa đi thăm nhà dưỡng lão cô nhi, vừa làm việc nghĩa thượng, vừa uống trà xuân nói chuyện Tết, thì mình nằm đây sai bất kể quân thần phụ tử. Đến nơi nằm đó mà khiên vô hồi nào cũng không hay, nhúng nước sôi đắp đầu mấy lần không biết. Ăn rồi cho chó ăn chè mấy độ cũng không hay, linh láng tràn trề. Thức dậy không thấy xuân Tết hết mà lại thức dậy rồi ngày ngạo mình đó. Như cái đầu quá trời quá đắng rồi. Vì bữa nay nó quá đã trong mình rồi. Mình ra giờ không còn biết Tết nhất gì hết á. Thưa các vị, vậy thì còn có xuân gì nữa đó. Cho nên vì vậy thưởng thức ngày xuân của người tu trong đạo Phật, ta sử dụng và thưởng thức xuân đúng mức. Vừa ăn thưởng Tết, vừa làm việc lành, vừa kiểm điểm được quá trình một năm đã qua,
để phấn đấu cho năm tới đạt kết quả tốt. Ví dụ như đời sống hàng ngày làm ăn cái gì đó mà thất thoát, ta suy nghĩ rằng tại mình tính toán không có khéo cho nên nó dở lỡ năm nay, thôi thì năm tới làm nữa ha, cho được. Giả lại nếu mà mình tính toán đã kỹ lưỡng hết rồi mà nó vẫn còn thất thoát, nó chưa có đạt đến cái mức gọi là như ý của mình, thì bây giờ mới nghĩ coi tại sao vậy. Mình làm kỹ lưỡng hết sức mà nó không được là tại sao? Chẳng qua là trăm tính ngàn tính không qua trời Phật tính. Cái vận thời của mình trời Phật không cho nên mình làm chưa được. Thôi mình ráng mình ăn hiền ở lành, làm lành lánh dữ, giúp đỡ người đau khổ, xoa dịu kẻ khốn cùng, lẫn tích trữ cái phước duyên, trời Phật sẽ cho mình. Năm nay thất bại, năm tới thành công. Năm nay mằng ruộng không trúng mùa, quyết định năm tới nhất nước nhì phân tam cần tứ giống thực hiện cho được, rồi sẽ trúng mùa tốt. Vừa làm ăn vừa tu hiền, đó là gieo lấy phước duyên cuộc đời. Người tu hành trong đạo Phật người ta đón Tết như vậy. Ngày xưa lúc Đức Phật Thế Tôn còn tại thế, Đức Thích Ca còn tại thế, một hôm cũng xuân về, Tết đến vậy nè, mọi người nô nức chào đón xuân sang. Thì Phật ở trong kỳ duyên tịnh xá, đó là tôi nói lúc có thổ Phật còn tại thế, Phật ở trong kỳ duyên tịnh xá, thì tăng ni tứ chúng bốn phương tề tựu về chúc Tết Đức Phật để mà đón Tết và chúc Tết Đức Thế Tôn. Thì người nào cũng vô dâng hương dâng hoa chúc Đức Phật lên bốn chữ vạn thọ vô cương, xin Phật trụ thế mãi mãi dạy chúng con cho biết cái đạo vô thượng bồ đề của Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ vui vẻ chấp nhận những lời chúc tụng ca ngợi tán dương như vậy và hứa sẽ trụ thế lại với tất cả nhân sinh cho đến khi nào mà nhân duyên Đức Phật không còn ở cõi đời này nữa thì Ngài mới ra về. Mà khi Ngài ra về tịnh độ, Ngài hứa sẽ để lại vô lượng chư Bồ Tát luân lưu thay mặt Đức Thế Tôn ở lại trụ thế trên cõi đời này, đặng mà truyền bá đạo lành cho tất cả nhân sanh. Cao quý thay, lòng thương yêu của Đức Từ Phụ Vô Lượng Tôn, Ngài đã làm như vậy và Ngài đã để cho đệ tử Ngài luân lưu khắp nơi để truyền bá đạo lành đúng như lời Đức Phật đã hứa. Thì cũng trong cái quan cảnh chúc Tết tưng bừng và trong cái quan cảnh chúc tụng những lời chúc tụng siêu việt đó, thì ở trong cái hội đạo tràng lúc bấy giờ có bốn vị tăng tu hành trong đó, mà bốn ông này mới vô tu cho nên chưa có hiểu được cái giáo lý siêu việt của Phật như thế nào, vì mới vô thấy ta tu đông quá rồi theo tu. Các Phật tử lưu ý cái chỗ này, tu theo đạo Phật là phải nhận thức chân lý đạo Phật một cách rõ ràng rồi sẽ tu, đừng có thấy người ta tu đông quá rồi mình cũng ráp theo tu mà trong khi đó mình chưa biết Đức Phật như thế nào, giáo lý Phật ra sao, tại sao ta phải tu. Nếu thấy ta tu đông quá rồi vui cũng tu á, hiện lát đây rồi gặp khó khăn ta không tu chắc mình cũng nghỉ tu luôn. Vậy thì mình tu như vậy, thờ kính như vậy, người ta gọi là tu cầu vui, tu xu hướng. Thì bốn vị tăng sĩ này cũng có tính cách tu cầu vui xu hướng đây, vô trong đó ở tu ngay. Nhân ngày Tết ta chúc xuân, ta chúc Đức Phật đủ mọi việc, thì bốn ông này á mới ngồi lại nhau cũng uống trà xuân nói chuyện. Thì đầu tiên ông tăng thứ nhất ông hỏi, tôi nói thật với các vị, hôm nay Tết đến người ta chúc tụng Đức Thế Tôn đủ mọi việc hết, còn đối với tôi thì tôi cũng xin nói cái tâm tư nguyện vọng của mình trong ngày Tết. Ngày Tết đến đó, theo tôi nghĩ những cái điều mà quan lạc nhất mà tôi thích nhất ở trên đời này đó, là chúng ta có những cái vườn hoa thật đẹp, rồi đi bách bộ trên vườn hoa, mặc đồ thật sang trọng, trang điểm thật là uy nghi, đi trên vườn hoa đặng mà ngắm hoa ăn Tết đó, đó là cái điều đẹp nhất của tôi. Một ông tăng thứ nhì nghe nó, ông nói chưa, sư huynh nói vậy cho theo tôi thấy chưa đẹp. Ngày Tết đến theo tôi nghĩ mình có chừng 5-7 cỗ xe. Lúc hồi đó không có xe du lịch như giờ, chứ phải có xe du lịch, ta cũng dám ước xe du lịch lắm ạ. Đôi ba cỗ xe sông Mã gì đó,
nó lôi mình ngồi lên trên có xe ngựa kéo mình đi khắp cả thành phố, trước có quan quân dọn đường, heo đốt pháo hoa đồ cho tưng bừng, rồi có hai bên cái là cung nga mỹ nữ hầu thiếp nó theo mình, nó dâng rượu dâng hoa là đẹp nhất. Đó là ông tăng thứ hai. Ông thứ tăng thứ ba ông nói cũng chưa, hai ông ước cái đó cũng chưa, chưa sung sướng. Tôi còn có cái sung sướng nữa, ngày Tết đến đó mà nếu như ta có được nghe là một số người nha trảo cho đầy đủ, ha, đại tớ nó phục dịch đàng hoàng, nó làm các món nhắm cho mình đâu đó cho đầy đủ, ha, rồi mứt bánh thèo lèo cũng là trà ngon rượu tốt đem lên cho mình ăn nhậu quá quê, rồi ngủ một giấc có say sưa trong ngày xuân, đó là tốt nhất. Ông thứ tư ông nói vậy cũng chưa, mấy ông ước vậy ba cái điều đó chưa, chưa sang trọng. Theo tôi nghĩ mình phải có một bà chánh rồi chừng 4-5 bà thứ, ha, trang nhã trò đẹp, vẽ lông mày rồi này kia mới đeo lông nheo giả rồi bẩn áo thời trang, ha, môi đen cho quằn quại đi ra vô biểu diễn thời trang cho mình coi trong ngày Tết, rồi dưng rượu rồi cho mình uống, ha, gấp màu cho mình nhậu rồi kia nó, rồi mình mới nằm trên tay người đẹp vậy mới sung sướng. Thích Ca Mâu Ni ngồi trên bồ đoàn á, trên đạo tràng, nghe bốn vị tăng này ở ngoài xa tỉnh xá, ở ngoài dòng rào sát, ngoài rào tỉnh xá đương uống trà nói chuyện sưng, mà nói chuyện thế gian không. Phật biết rằng bốn người này cái thân tuy xuất gia mà cái tâm hồn còn theo trần lao trượt lậu, cho nên Đức Phật bỏ cái công cuộc ngồi tiếp xuân đó. Chiếc chân linh có nghĩa là Đức Phật có ba chân linh, ba linh hồn, mà ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là Tam Thế Phật đó. Một ông Phật hiện ra ba ông, là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc, gọi là Tam Thế Phật Tây Phương Cực Lạc đó. Ba vị đó là có một người hả, mà hiện ra ba người. Cũng như giờ tôi nói đây các Phật tử nắm không được, nhưng mà tôi đưa một cái ví dụ để các Phật tử thấy rõ điều này có. Là như thế bây giờ đó, ta chỉ có cái đài truyền hình của tỉnh Cần Thơ, không? Mà bây giờ nó phát ra một cái đó, chẳng những ba cái vô tuyến truyền hình mà hàng trăm cái vô tuyến truyền hình nó bắt được hình của ông Tổng Bí Thư Đỗ Mười nói chuyện với chúng ta trong ngày trước Tết. Có ông Tổng Bí Thư à, mà cả trăm cả ngàn cái truyền hình nó đều có hình ông Tổng Bí Thư, thấy không? Thì Đức Phật cũng có một thân mà phân ra cả muôn thân, cũng như một đài truyền hình mà phân ra cả trăm muôn ngàn cái truyền hình đó. Phật mới để một cái chân linh ngồi đây tiếp chuyện trong đạo tràng, chiếc một chân linh xuống đó với ba ông này. Phật nói những điều các ông ước muốn nãy giờ Thế Tôn đã nghe hết. Mấy ông nghe Đức Phật nói vậy giật mình ngó lại, thấy ông thầy ông đứng sau lưng mình là Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Sợ quá quỳ xuống lại hết, bạch Đức Thế Tôn, chúng con Tết rồi buồn không có gì nói, cho nên ngồi đây ước muốn vậy mà xin Đức Phật từ bi dạy dỗ chúng con. Phật nói các ông thân đã xuất gia, sao tâm còn luyến ái điều trần phược, ước những chuyện siêu thoát để giải thoát cuộc đời và cứu độ nhân sanh không ước, lại ước theo cái chuyện phiền lụy thế gian làm gì. Đó là những cái dây phiền toái trái buộc con người đời đời kiếp kiếp. Sau đó Đức Thế Tôn làm một bài thơ, một bài kệ để lưu lại cho tất cả sư tăng ở trong kỳ hòa tịnh xá trong cái ngày xuân. Phật nói rằng có ưa tất có sợ, có vui tất có buồn. Ưa vui nếu không có, sầu khổ sẽ trống suông, tham dục sanh sầu khổ, tham dục sanh lo buồn. Nếu cạn dòng tham dục, đều sanh tử cạn luôn. Các Phật tử thân mến, chiêm nghiệm lời dạy của Đức Thế Tôn, ta thấy rằng rất là chân lý. Thật như vậy, có ưa tất có sợ. Cái gì trên đời này mà ta ưa mến nó nhiều thì ta cũng lo sợ cho nó nhiều. Ví dụ như thương cái nhà quá, cất cái nhà cho đẹp,
thì cũng lo sợ cái nhà đó bị người ta phá phá trong nhà đó, bị người ta làm nó dơ đi, nó lem đi, rồi nó hư cái này cái kia, thấy không? Nó đến đổi thương cái video quá, phải làm cái đồ bảo vệ nó để sợ người ta làm đụng nó hư đi. Rồi bây giờ xin lỗi, thương người vợ quá, luôn luôn sợ vợ mình đi khỏi, mình đi khỏi rồi người ta lại ta chọc ghẹo vợ con mình. Thương ông chồng quá, không dám cho chồng đi mần ăn gì hết, ở nhà với em mình ơi. Mình đi ra rồi thiên hạ ngó mình, em làm sao chịu nổi. Mà ai mà ngó hơi khác cái là trong bụng nổi thầu lậu rồi đó. Không chịu rồi đó. Thương cái gì khổ gì cái đấy. Cho nên Phật nó có ưa tất có sợ. Cái ưa với cái sợ nó bằng nhau. Cái gì yêu thích trong đời thì cái đó phải được bảo quản một cách chắc chắn, chặt chẽ và bảo thủ mãi mãi. Nên cái lòng lo sợ nó cũng nơm nớp theo đó, làm cho con người khổ với cái đó. Có tiền, có vàng nhiều, khổ với tiền với vàng. Không dám đi đâu hết, sợ ăn trộm vô lấy. Cũng không dám cho ai mượn, sợ cho mượn rồi không trả. Rồi cũng không dám mà bỏ cái đó mà đi lại nhà nào hay đi xứ nào chơi, nghe nói xứ này đẹp, Đà Lạt đẹp, Vũng Tàu đẹp, chứ không dám đi. Vì nhà tủ tiền đi bỏ sợ mấy đứa nhà cãi tủ lấy cái tôi về tôi chết. Đâu dám đi. Rồi ở đâu giữ nó hoài ha. Rồi thậm chí đến đổi người tu hiền. Bây giờ tôi nói tới người tu, cất cái chùa cho đẹp cho lộng lẫy, rồi sợ cái chùa đó bị người ta làm hư hết, nên ở giữ cái chùa hoài. Giữ hoài không dám đi đâu hết, mà nghe ai nói nè, bây giờ thầy ơi, cái chùa thầy đó tôi nghe nói mời mốt có ông thầy kia tính lại đổi thầy đó, đuổi thầy đi, hoặc là nói chính quyền dời thì đi chỗ khác, đặng ta lại ta chiếm cái chùa này. Tam sầu bạch sát gần chết, sợ không chết. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Phật độ chúng con vô tam bảo, quỳ lại lia lịa tối ngày. Ngày thường không có lại, nhưng đó vô lại, xin Phật ban phước lành cho được bình yên, cho hễ mà đuổi con ra khỏi chùa này thì con chết, con xí mà hó. Bởi vì công lao con cực khổ cái chùa này quá, bây giờ con bỏ đi là con phải chết. Thấy không? Vì vậy đó mà lo sợ quá không biết làm sao, rồi đến khi mà già rồi sợ chết chôn xa cái chùa, cái công cực khổ vậy mà chết rồi nó hóa ra nhị tỳ chôn quá, bỏ cái chùa cho ai. Nó nói đệ tử con ơi, xây cái tháp cho thầy kế bên chùa nghe con, đây là thầy ra thầy chỉ ngay bên đây gần đây, đặng tao nằm đây có rảnh rỗi tao vô với bay. Vô chùa có gì cúng cho thầy ăn với nghe không, chứ không lẽ bỏ tao. Cho nên có theo trời theo Phật được đâu, ở đâu hoài quanh năm suốt tháng chịu cảnh đó. Vậy cho nên tu giải thoát mà có giải thoát được đâu, bị tham luyến mà giải thoát không được. Nên Phật nói có ưa tất có sợ, đúng vậy. Rồi có vui tất có buồn, trên đời này hãy cái gì mà vui quá rồi lát nó buồn à. Theo tôi biết á, thì ở trên cõi thế gian này sư cậu nói rồi, các vị ngồi suy nghĩ, không có cái gì mà vui cho bằng cưới vợ gả chồng với nhau. Được ông chồng đẹp, người vợ vui biết bao nhiêu khi thấy chồng mình hào hoa phong nhã. Được người vợ đẹp, chồng vui biết bao nhiêu khi vợ mình trang nhã lịch sự đẹp đẽ, gọi là model mới hoàng quải. Thấy chưa? Vậy đó mà không có cái gì mà dễ rề lộn rề lão cho bằng vợ với chồng. Thương nhiều rệ nhiều vậy. Bởi vì gì? Thế gian người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau. Rề lộn quay. Đi thì thương thì nhớ, về tới nói hai tiếng là nấu thò lậu rồi, mút qua hay lợi rồi. Nên cái gì mà gần nhau quá thì nó dễ xa nhau. Cái gì thương nhau nhiều thì nó dễ giận hờn. Cái gì mà bảo thủ nhiều thì nó dễ sức mát, mất mát. Thấy không? Nó có vui tất có buồn. Cho nên ở trên đời này theo Đức Phật thì không có cái gì vui, cho nên chẳng có cái gì buồn. Vui với cái vui của tất cả mọi người, buồn với cái buồn của tất cả vạn vật sanh linh là sao? Thí dụ như giờ tôi tới đây, tôi thấy mọi người làm trúng mùa vui, tôi cũng vui nữa.
ta được no cơm áo máu ta vui quá, mình cũng vui cái lây với của anh ta, mọi người đều vui vẻ hân hoan trúng mùa tốt đẹp. Thấy người ta làm thất mùa đói khổ quá, bệnh hoạn quá, xót xa quá, mình cũng buồn với cái buồn của người ta. Bởi vì người ta thất bát đói khát đau khổ, mình cũng thấy là lấy làm buồn. Thấy không? Buồn chung với cái buồn của muôn người. Cho nên người tu là vui với cái vui của muôn người, mà buồn với cái buồn của tất cả nhân sanh. Cho nên cái vui đó, cái buồn đó, nó không có quan thiết và nó cũng không còn mất ở trong đời. Và Phật lặp lại, ưa vui nếu không có thì buồn khổ sẽ trống suông. Nếu không có vui thì chắc không có buồn. Không có thương yêu thì không có xa cách. Cho nên vì vậy mà chúng ta muốn được cho thanh thoáng tâm hồn thì hãy theo gương Đức Phật. Đừng có cái gì gọi là yêu thương quá rồi nó xảy ra buồn phiền quá. Hãy coi tất cả mọi việc trên đời là của chung của ta. Cái thân ta còn, tất cả mọi việc nó còn. Cái thân ta mất rồi, tất cả mọi việc đều mất cả. Dầu nó còn lại là nó còn của ai chứ đâu có của chúng ta. Đến cái sông cái núi là cái bền bỉ lâu dài nhất. Mà khi ta mất rồi, nó còn lại cũng là của khác, của kẻ khác chứ đâu phải của mình. Cho nên mình cũng không quan thiết tới nữa. Vậy thì bây giờ cái gì nhân duyên nó còn thì nó còn, ta hết nhân duyên nó mất thì thôi. Ví dụ bây giờ sống cái máy thâu băng này, ta cũng giữ gìn nó, cũng xài nó đúng mức, mà tới cái ngày giờ nó hư nó rã thôi, bây giờ ngồi đây buồn phiền cái gì. Hoặc là lỡ đêm nay mà cái băng đạo nó vô nó giác rồi thôi, chứ buồn phiền rồi nó còn lại sao. Có nhiều người nói không, tôi mất cái máy thâu băng này rồi, ngày mai tôi phải chết chứ còn tôi không thấy sống được. Chết để chi vậy? Chết để làm được cái gì? Chết để đem lại kết quả gì? Người biết đạo ta nói vậy, thôi giờ lỡ mất rồi mình kiếm hết sức không được, thôi ráng mần phấn đấu đặng sắm cái khác. Vậy đó. Chứ cũng không buồn, không phiền, mà cũng không tự giận, tự giết gì hết á. Bởi vì nó lỡ mất rồi thôi, mần sắm khác, mình tạo ra nó, chứ không phải nó tạo ra mình. Buồn khổ làm gì? Cho nó cắn rứt lương tâm cho thêm khổ. Cho nên vì vậy mà cái người biết đạo mà ta suy nghĩ khác. Còn người không biết đạo thì cứ bo bo giữ nó bằng thiểu kiến sai lầm. Từ đó rồi đeo đến cái sầu, cái khổ. Từ đó rồi mang mến những cái buồn, những cái bức rứt trong tâm hồn, làm cho tuổi già càng sớm hơn, cái chết đến gần hơn, và cuộc đời đau khổ càng đau khổ hơn. Phật nói tham dục sanh sầu khổ. Mà thiệt vậy, trên đời này người ta mà tham dục lạc nhiều thêm sanh sầu khổ nhiều, chứ không có lợi lạc gì hết trơn á. Cái thở xương sanh thì xin lỗi các vị, tôi phải nói câu này, cái thương yêu lẫn nhau đó chưa có cái gì bằng. Thấy cổ đẹp tại mình mê nên mình thấy đẹp. Cho nên có câu người ta nói trắng như bông mà lòng anh không có chuộng, còn đen như cục than hầm mà lòng anh muốn giả anh thương. Thấy không? Có người thương người đó mà người khác nói, trời nhỏ nó xấu quắc mà nó thương được à. Tại người ta thương. Cho nên thương rồi cái thấy đi cũng đẹp, đứng cũng đẹp, ngồi cũng đẹp, nói chuyện cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết. Cho nên phải về cứ cho được, chứ còn về nói ba má, má con mà cưới không được cô đó nha, con nguyện suốt đời con ở giá tới chết à má. Hoặc là một là con chết, hai là con đi tu. Họ tưởng rằng cái chỗ đi tu đó là quên hết được những cái gì đau khổ. Không, cái tu đó là tu gượng, không có suy nghĩ chân lý phát không cái rồi sầu khổ thất tình cái đi tu hà. Rồi mới chịu cái được tình yêu cái nghỉ tu. Bởi mình mất cái đó cho nên mình vô đây mình tạm ngủ cửa thiền nè, rồi hãy được cái đó thôi. Còn người ta tu giải thoát, chừng nào giải thoát người ta mới thôi. Bởi mục đích của người ta là giải thoát. Cho nên ưa vui nếu không có sầu khổ sẽ trống suông, còn tham dục thanh sầu khổ. Mà thiệt vậy, lại cho được cha mẹ bên vợ rước gì cho được. Rước gì được rồi tới chừng mà nhan sắc phai tàn rồi, chán nản nhau rồi không biết bỏ cho ai.
giao ai ai cũng không lãnh, bán cho ai ai cũng không mua, gửi cho ai ai cũng không nhận, không biết làm sao bây giờ, cho nên ngồi lúc lắc ra ngoài chịu chết. Đó. Hồi nãy người ta nói mình một tiếng nhẹ cái mình nghe rồi, mình ôm quần ôm áo đi theo ta. Bây giờ nó bỏ mình rồi, mình lại nó 100 lại nó không ngó tới. Thấy không? Đi theo nó đi, nó đi ngoảnh mặt với người đẹp. Ra đi nó cặp tay với người đẹp đi theo nó, anh ơi tội nghiệp em. Em còn hai đứa con ở nhà nữa. Con nhớ anh khóc sáng đêm sao anh bỏ em anh đi đành vậy? Em không biết thân phận của em. Em hãy dòm lại cái nhan sắc của em coi. Ngày hôm qua Diễm Kiều khác, còn bữa nay là Lạc Son rồi. Đời của em tới đây kể như si bò hó rồi. Còn đi theo năn nỉ tôi làm gì nữa? Em đi đường em, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã biết không mong gì tai hợp, thì bận lòng chi nữa cổ nhân ơi. Vậy là hết. Thế là hai chúng ta đường ai nấy bước, không còn gì nữa để mà nói. Rồi ôm sầu khổ trở về. Thấy không? Còn nếu như người ta biết cái chuyện đó là sầu khổ là đau thương, thì người ta không bao giờ mó tay vô đó, thì lấy gì sầu khổ đau thương. Xin lỗi. Kiểu như tôi. Sáu chục tuổi còn sưng, giờ này còn sưng, sáu chục tuổi còn sưng, mà cho đến bảy chục tuổi cũng vẫn còn sưng. Sưng máy. Cho nên bác nói, bác Hồ nghe, năm đó bác đã 70 tuổi rồi mà bác còn nói rằng 70 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành tuổi vẫn hơn, ăn khỏe ngủ ngon làm việc khỏe, trần mà như thế khác gì tiếng. Thấy không? Như vậy thì bác 70 tuổi mà bác thấy vẫn còn sướng, vẫn còn ngon lành. Cho nên bác nói một năm là cả bốn mùa xuân. Thở đời nay một năm ta có xuân hạ thu đông, còn đời bác năm bốn mùa xuân mà thiệt. Bác nói cái đó chân lý tuyệt đối, đúng như vậy. Bởi vì các con tự thử nghĩ, một năm á người ta có mùa xuân, còn ba mùa kia là mùa thu, mùa hè, mùa đông. Cả mùa xuân là để gì? Ngày Tết đó đã nghỉ hết trơn các việc ăn Tết, hen, đình lại sưởng dệt nè, sưởng nước đá nè, mần ruộng, mần muối, mần cái gì cũng đình hết trơn để mà ăn Tết, đặng vui xuân. Còn như cái đời của tôi giờ tôi còn định gì nữa? Có gì đâu mà định? Không ngờ. Cho nên ngày nào cũng xuống trời. Trồng có đám rễ lên núi, thấy không? Tới mùa lên, tới đó trồng á. Bởi vì có mình ăn nè, trồng đó ai ăn như ăn, còn như tôi ăn, thấy không? Chuối ai đốn như đốn, còn như tôi đốn. Mua được bao hộp lúa rồi là xuân suốt, làm được thạp tương là xuân suốt, thấy không? Ngày nào cũng xuân, năm nào cũng xuân hết, một năm là cả bốn mùa xuân. Cũng như đời của bác, bác sống cùng mình anh bác, các vị có đi ra Hà Nội mà ghé lại cái lăng của bác mà coi những cái nhà cửa của bác đó, thấy vừa thương vừa tủi, vừa thương cho bác mà vừa thương vừa tủi cái bổn phận mình. Tủi là sao? Bác thấy cái nhà của bác đó thì ta đánh giá bác Hồ không phải là một vị vua chúa, một đế vương, mà bác là một vị thầy của dân tộc, một vị cha hiền của tất cả thần dân trăm họ trong đất nước này, một nhà đạo đức, một nhà nho văn. Bác đâu có ở lầu son gác tía đâu, bác ở cái nhà sàn nhỏ nhỏ như một ông thầy tu vậy đó. Đồ đá của bác bình thường, không có chén kiểu sơn vàng phết son gì hết trơn á, cũng ăn chén đá đổ tre vậy hè, để cho thấy rằng bác rất bình dân, sống với cuộc sống đồng hòa với mọi người. À, là một người thầy, một người cha lành đối với dân tộc Việt Nam này. Bác sống rất bình hòa, bác sống rất bình thoáng, bất bình dân, giản dị, để làm gương cho mọi người học theo. Chưa có một vị vua chúa nào làm được cái đó hết. Vua chúa là phải ăn trên ngồi trước, ăn sang mặc đẹp, chén phải ăn chén vàng. Còn này không, bác Hồ Chí Minh là vua của các vua, là thầy của các thầy. Vừa xét suy vừa con đợi chờ.
xưa muốn cho nhiều người nữa được nghe, bởi thấy đời này quá khắt khe, ít người chịu tin nghe đạo lý. Kẻ thì bởi không ai giận gì, người thầy vì thấy sự buộc ràng. Đa số người chỉ biết thế gian, không tin có thiên đàng địa ngục, nên chẳng thiết đến điều tội phúc, chỉ làm theo sở dục thường ngày. Có phải chăng vì lý do này tẻ ra Phật bảo xây chùa vàng, thấy không? Xây tháp vàng cho Phật người ta cũng xây nữa. Nhưng không, Phật nói câu này để chúng ta thấy rằng Đức Phật là của cả muôn loài vạn vật, là của cả tâm lành của tất cả mọi người trên toàn cầu này. Phật nói tâm tức Phật, Phật tức tâm. Cái tâm lành của các người đó là Phật đó, Phật ở trong tâm lành của các người đó là chùa của Phật đó. Thì nếu nói Phật ở trong chùa vàng, ở trong tháp ngà, thì những nhà giàu nó làm được cái đó hết à. Rồi người nghèo cực đây, giàu cho ngay thẳng, giàu cho hiền lành, giàu cho chất phát, giàu cho niệm Phật tới đâu nữa, mà không xây tháp ngà, không xây chùa vàng, chắc Phật không ở với người nghèo được đâu. Vậy thì đạo Phật chỉ dành riêng cho nhà giàu, chứ nhà nghèo tu không có được đâu. Đâu phải. Mà đạo Phật dành cho tất cả mọi người, giàu cũng được, nghèo cũng được, sang trọng cũng được, bần hàn cũng được. Miễn ai có tâm lành, những ai có tâm hiền hòa đôn hậu, hiền đức trao dồi sửa tánh răng lòng ôn hòa nhã nhặn và hướng tâm theo Phật, người đó theo Đức Thế Tôn được. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc lại cái câu Phật nói tham dục sanh sầu khổ. Thiệt ra cái dục lạc thế gian là cái sầu khổ. Đến bây giờ đây, nhà nước ta, đảng ta cũng nói rằng bây giờ đó hạn chế sinh đẻ có kế hoạch, chứ còn sinh đẻ nhiều quá nuôi không nổi, khổ lắm. Làm cha làm mẹ mà phát sinh lần cả 10 đứa con, 11, 12 đứa con, rồi nuôi nó không nổi, nó không có cơm đủ ăn, nó không áo đủ mặc, đi học không tới nơi tới chốn, đói khổ tùm lum lê, vậy hạnh phúc chỗ nào? Cũng vì cái gì? Đã vậy rồi mà thôi sao? Có ông bà rồi cũng muốn kiếm thêm bà nữa, được 2-3 bà nữa đặng cho sinh 3-4 bầy con, làm cho khổ thêm. Nên Phật nói tham dục sinh sầu khổ là vậy đó. Thấy không? Già riết rồi đó, phải nói cho cùng nữa mà nghe. Cái người mà sai đắm nhan sắc nhiều quá đó, cái thân thể con người ta nó tàn lụi theo năm tháng, rồi đau ốm bệnh hoạn chết à, chứ không có tốt đâu. Cho nên trong sách nói dục đa thương thần, tài đa lụy thân, nghĩa là dục lạc nhiều quá nó tổn tinh thần, còn tiền của nhiều